công khai mối quan hệ với cựu Thủ tướng Ba Dũng, Tô Lâm đang tính toán điều gì? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời sau hơn 13 năm nắm vững cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tang lễ của ông Trọng với không khí hết sức nghiêm trang, thì nụ cười khó hiểu của ông Nguyễn Tân Dũng đã khiến dư luận nổi sóng. Thái độ khó hiểu của ông Ba Dũng cũng như cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khiến cho người ta nghĩ đến phát biểu của Tổng Trọng rằng mình phải như thế nào thì người ta mới như thế chứ. Nghĩa là những hành động gây thù, chuốc oán của ông Trọng trước đây với ông Ba Dũng và các đồng chí trong đảng đã khiến ông phải trả giá. Tân Tổng Bí thư Tô Lâm và cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Trên mạng xã hội có không ít ý kiến nghi ngờ, phải chăng cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng sẽ trở lại chính trường? Tại đại hội lần thứ 12, Tổng Trọng với sự giúp sức của ban lãnh đạo Bắc Kinh dường như đã thành công loại bỏ ông Ba Dũng. Mặc dù trước đó, ông Dũng nhận được sự ủng hộ của gần 80% ban chấp hành Trung ương Đảng. Đó là lý do vì sao tại hội nghị Trung ương 6 khóa 11, Tổng Trọng từng đề nghị tập thể ban chấp hành Trung ương Đảng tiến hành kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng nhưng bị đa số ủy viên Trung ương bác bỏ. Sau đại hội Đảng lần thứ 12, ông Tô Lâm là người từng là thư ký riêng của Thượng tướng Thứ trưởng Nguyễn Văn Hưởng, một nhân vật thân tín và trợ lý về an ninh, tôn giáo của Thủ tướng Ba Dũng, đã trở thành Bộ trưởng Bộ Công an. Bộ trưởng Tô Lâm vốn dĩ là một cáo già trong ngành công an, nên dễ dàng qua mắt được Tổng Trọng, nhanh chóng trở thành một nhân vật được tin cẩn và giúp sức cho ông Trọng gặt hái được những thành công trong công cuộc đốt lò. Dưới sự chỉ đạo của Tổng Trọng, Bộ Công an của Tô Lâm đã trở thành công cụ đắc lực, sẵn sàng đè bẹp bất kỳ ai theo ý ông Trọng. Trong hơn 8 năm ngồi ghế Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã đủ lông, đủ cánh. Thêm vào đó, kho dữ liệu về các hồ sơ nhúng chàm ở quan chức cấp cao được thành lập khi sức khỏe của Tổng Trọng gặp vấn đề do tuổi cao sức yếu. Tô Lâm đã chính thức bộc lộ kế hoạch đảo chính không tiếng súng và đã thành công mỹ mãn. Hàng loạt các ứng viên cho chức vụ Tổng Bí thư tại đại hội lần 14 là những nhân vật thân cận được Tổng Trọng dày công đào tạo nâng đỡ đều bị Tô Lâm xóa sổ chóng vánh. Chỉ trong vòng có 73 ngày từ một ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã nắm giữ 2 ghế trong 4 ghế tứ trụ của Đảng. Cuối cùng, quan hệ giữa cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng và Tô Lâm đã được truyền thông nhà nước gián tiếp xác nhận. Vào sáng ngày 17 tháng 8, Đảng ủy Công an Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, tại buổi lễ có sự hiện diện của cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng với dáng ngồi oai vệ bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm. Theo giới phân tích, ông Ba Dũng từng tuyên bố với các tướng lãnh quân khu 9, nếu có vấn đề gì thì tao sẽ quay lại. Nhưng đó đã là câu chuyện của gần 10 năm về trước. Hiện tại, ông Ba Dũng đã 75 tuổi và không phải là kẻ có tham vọng quyền lực cao, cho nên khó có khả năng cựu Thủ tướng trở lại chính trường một lần nữa. Theo giới thạo tin, đứng sau kế hoạch đảo chính mềm của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trước đây hay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hiện nay chắc chắn có bóng dáng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đây là một thông điệp cho thấy ông Tô Lâm sẽ tiếp tục đi theo con đường cải cách mà ông Dũng đã bỏ dở sau đại hội lần thứ 12. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo.de với bản tin công khai mối quan hệ với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tô Lâm đang tính toán điều gì? Phải chăng Tô Lâm đang xuống sức do lực bất tòng tâm? Sau một thời gian được cho là lần nữa cuối cùng thì truyền thông nhà nước Việt Nam chiều ngày 15 tháng 8 đã phải đưa tin Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 8. Trên cương vị Tổng Bí thư trong chuyến xuất ngoại đầu tiên, ông Tô Lâm đang đối diện với tình thế nội công ngoại kích. Theo đó, một số cá nhân và phe cánh trong đảng đang nỗ lực ngăn cản ý định nhất thể hóa của ông. Trong chuyến đi Bắc Kinh lần này, liệu Tô Lâm có chấp nhận vận mệnh chung với Trung Quốc, một di sản trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc do Tổng Trọng để lại hay không? Đây là một trong những thách thức rất lớn đối với ông Tô Lâm, vì ông thuộc buộc phải có câu trả lời, dù muốn hay không. Theo một số nhà phân tích quốc tế, Tô Lâm có nhiều biểu hiện muốn theo đuổi mô hình của Cộng hòa Liên bang Nga dưới thời trị vì của Tổng thống Putin hiện nay. Trong khi đó, nguồn tin nội bộ cho biết Tô Lâm sẽ thôi chức Chủ tịch nước và chỉ giữ chức Tổng Bí thư, Đại tướng Lương Cường sẽ lên làm Chủ tịch nước. Những điều này cho thấy sự suy yếu trong quyền lực của ông Tân Tổng Bí thư. Ông không thành công trong việc thực hiện ý đồ nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Đáng chú ý, vào sáng ngày 16 tháng 8, truyền thông nhà nước đưa tin nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập lực lượng Công an Nhân dân 19 tháng 8, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có mặt
Đảng ủy Công an Trung ương tặng bức ảnh Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Đại tướng Phan Văn Giang, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng thời là tướng Giang cũng thay mặt Quân ủy Trung ương tặng bức ảnh Bác Hồ với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn cho Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quảng. Câu hỏi đặt ra là tại sao tướng Giang lại thay mặt Quân ủy Trung ương, trong khi mặc nhiên Tô Lâm là bí thư Quân ủy Trung ương? Phải chăng Tô Lâm vẫn chưa thực sự kiểm soát được quyền lực đối với Quân ủy Trung ương? Việc này diễn ra trong bối cảnh nội bộ cấp cao của Đảng đang có sự chia rẽ sâu sắc. Tô Lâm đang phải đối diện với thế trận thập diện mai phục. Cụ thể, có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có những cú bắt tay dưới gầm bàn giữa phe Nghệ An và các tướng lĩnh quân đội đang cùng nhau cầu cứu sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Bắc Kinh, dù rằng đã có nhiều chỉ dấu cho thấy ông Tô Lâm và phe cánh đã có kế hoạch chi tiết tỉ mỉ để tảo thanh phe Nghệ An và Hà Tĩnh theo phương châm đào tận gốc, chốc thận rễ, hệ thống chân rết quyền lực của Tổng Trọng. Trong một diễn biến khác, tại hội nghị gặp mặt lãnh đạo, cựu lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào ngày 15 tháng 8, có một điều bất ngờ là sự vắng mặt không lý do của ông Tư Sang, tức là Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước. Ngoài ra còn có sự vắng mặt hết sức bất thường của một loạt các cựu lãnh đạo cấp cao từng ngồi ghế tứ trụ tại Đại hội Đảng lần thứ 13. Những nạn nhân đã bị ông Tô Lâm cưa ghế bao gồm các ông bà Nguyễn Xuân Phúc, Vương Đình Huệ, Võ Văn Thưởng, Trương Thị Mai. Đây là những nhân vật lãnh đạo đứng đầu các phe nhóm chính trị lớn trong Đảng với một hệ thống chân rết sâu rộng trong cả nước. Sự liên kết của các cá nhân cũng như các phe cánh vừa kể trên có thể sẽ trở thành một thách thức không nhỏ với ông Tô Lâm. Việc ông Tô Lâm phải chấp nhận nhà ghế chủ tịch nước cho phe tướng lĩnh quân đội, cũng như việc ông trùm Trần Cẩm Tú trở thành thường trực ban bí thư như tin đồn đoán, thì đó là những mối đe dọa đối với ông Tô Lâm trong thời gian tới. Theo một số nhận định, ông Tô Lâm có ý định loại bỏ những nhân vật kể trên đều có thật, nhưng Tô Lâm lại lực bất tòng tâm. Từ nay đến Đại hội Đảng thứ 14 còn hơn 16 tháng nữa, đó là thời gian để các cá nhân và phe cánh trong Đảng, cũng như tân Tổng Bí thư Tô Lâm bằng nỗ lực cao nhất của mình có thể lật ngược lại được thế cờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Phải chăng Tô Lâm đang xuống sức do lực bất tòng tâm? Tân Tổng Bí thư Tô Lâm đang tứ bề thọ địch, sự thật hay tin đồn? Sau khi truyền thông quốc tế đưa tin Tô Lâm sẽ sang thăm Trung Quốc trong 3 ngày từ ngày 18 tháng 8, trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến lo ngại về chuyến thăm lành ít giữ nhiều này. Đến nay, truyền thông nhà nước cũng đã xác nhận thông tin về chuyến thăm này một cách chính thức. Trong bối cảnh có những đồn đoán rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có vấn đề về sức khỏe vì ông Tập đã không xuất hiện trước công chúng trong 2 tuần. Đồng thời, trong các tin tức liên quan đến Chủ tịch Tập Cận Bình, truyền thông nhà nước Trung Quốc đều sử dụng hình ảnh cũ trước kia. Trong khi đó, truyền thông của nhà nước Việt Nam mới đây đưa tin tại khu vực Thác Bản Dốc, phía Trung Quốc đã cho dừng các hoạt động vui chơi, trong khi Việt Nam vẫn xúc tiến các hoạt động một cách bình thường. Mới đây nhất, vào ngày 15 tháng 8, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ dẫn nguồn tin quốc tế cho biết, ngày 13 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói rằng nước này chưa thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Bắc Kinh. Đồng thời, ông Lâm Kiếm cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam dưới sự chỉ đạo chiến lược chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng và hai nước nhằm đạt được tiến bộ vững chắc hơn trong việc xây dựng cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam chia sẻ tương lai. Theo một số nhà quan sát vừa kể cho thấy sự mập mờ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trước chuyến thăm đầu tiên của tân Tổng Bí thư Việt Nam. Điều đó cho thấy rằng có lẽ ban lãnh đạo Trung Nam Hải không thân thiện với ông Tô Lâm. Đó là lý do phía lãnh đạo của Việt Nam, đặc biệt là ông Tô Lâm, cần phải nâng cao cảnh giác, nhất là trong bối cảnh trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đang có sự chia rẽ sâu sắc. Một số nhà quan sát đánh giá ông Tô Lâm đang phải đối diện với thế trận nội công ngoại kích. Cụ thể, có nhiều dấu hiệu cho thấy đã có những cú bắt tay dưới gầm bàn của phe Nghệ An với các tướng lĩnh quân đội để cầu cứu nước lạ. Truyền thông nhà nước đưa tin sáng ngày 15 tháng 8, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị tổ chức hội nghị gặp mặt các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý, hầu hết các lãnh đạo đều có mặt đông đủ, nhưng vắng mặt các cựu lãnh đạo như ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Xuân Phúc. Theo giới thạo tin, ông Trương Tấn Sang vốn được mệnh danh là Tư Sang nham hiểm, vì thế ông Tô Lâm hết sức cảnh giác. Trong khi đó, Tô Lâm đã tiếp đón cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với thái độ vui vẻ và nồng ấm. Hình ảnh ông Tô Lâm với trang phục giống ông Ba Dũng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hình như cho thấy một sự đồng thuận
không cần giấu giếm của ông Tô Lâm khi trở thành Tổng Bí thư chính thức. Trong thời gian vẹn vẹn có 16 tháng còn lại của Đại hội khóa 13, ông Tô Lâm đã có rất nhiều lợi thế trong việc củng cố lực lượng cũng như nhân sự để tiếp tục giữ chức vụ này tại Đại hội lần thứ 14. Đây là những chỉ dấu cho thấy Tô Lâm đang nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của các lãnh đạo tiền nhiệm để củng cố thế và lực cho cá nhân cũng như phe cánh của mình. Truyền thông quốc tế có nhiều đồn đoán rằng khả năng cao Tô Lâm sẽ từ bỏ chức vụ chủ tịch nước để nhường lại cho một lãnh đạo thuộc phe quân đội trong tháng 10 năm 2024, khi Quốc hội khóa 15 khai mạc kỳ họp thường niên. Một số ý kiến cũng cho rằng ông Tô Lâm sẽ nhả chiếc ghế chủ tịch nước lại cho Đại tướng Lương Cường. Theo thông tin dò dỉ, liên minh giữa các tướng lĩnh quân đội, đặc biệt là mối quan hệ giữa Đại tướng Lương Cường và Bộ trưởng Phan Văn Giang, hết sức lỏng lẻo. Theo một số nhận định, ông Tô Lâm đang ở trong hoàn cảnh tứ bề thọ địch, phải căng mình đấu trí không chỉ với thù trong mà cả với giặc ngoài, là nước lạ có khả năng đang bắt tay với thế lực chiếm đa số trong đảng. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tổng Bí thư Tô Lâm đang tứ bề thọ địch, thù trong giặc ngoài, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.